Yêu nhầm chị dâu tập 17-18, mối quan hệ của Fanny Nobita và Trey Potapak bại lộ trước Toy Patampong. Yêu nhầm chị dâu tập 17-18 là hàng loạt diễn biến bất ngờ. Marissa và Ruth đánh nhau, bí mật chị dâu em chồng giữa Nut và Tham bại lộ trước Thad. Sau một tuần mòn mỏi mong chờ, yêu nhầm chị dâu The Love Proposal tập 17-18, tập 8 Thái Lan đã quay trở lại với những tình tiết đầy kịch tính. Theo đó, Tham, Thad, Nut, Marissa cùng nhóm bạn thân của Tham đã có chuyến nghỉ dưỡng tại Khaosai. Trong lúc mọi người đang tắm hồ bơi thì Marissa do Aitichanan đảm nhận yêu cầu Nut cho Fanny Nobita đảm nhận chụp ảnh đôi cho cô và Tham. Trey Potapak đảm nhận. Bầu không khí đang vui vẻ bỗng trở nên ngột ngạt. Nhóm bạn của Tham chỉ biết nín thở theo dõi từng nhất cử nhất động của ba người họ. Không dừng lại ở những kiểu ảnh tình tứ đơn thuần, Marissa bất ngờ hôn Tham khiến Nut xém làm rơi điện thoại. Chẳng những tay run, chân đứng không vững, vẻ mặt và trong ánh mắt của Nut đều toát lên một chữ ghen. Có thể thấy rõ mồn một tình cảm Nut dành cho Tham chưa phút giây nào nguôi ngoai, chỉ vì hoàn cảnh, thân phận mà bắt buộc cô phải dằn nó xuống. Phải chứng kiến cảnh người mình yêu cùng cô gái khác hôn nhau, Nut tay chân run lẩy bẩy, nhưng chỉ có thể kìm lòng lại. Không chỉ phát cẩu lương chọc tức Nut, sau khi biết được tình cảm của Tham dành cho chị dâu, Marissa ngày càng quá quắt và cư xử cực kỳ thô lỗ với Nut. Thậm chí cô còn kiếm chuyện sỉ nhục Nut không khác gì hàng tôm hàng cá. Giọt nước tràn ly, chuyển cảnh sang tập 18 thì không thể nhịn Marissa sau cú tát trời giáng, Nut đã vùng lên phản kháng. Ngay lập tức, cả hai lao vào đánh nhau một trận tơi bời hoa lá. Đúng lúc, Tham và nhóm bạn đi chơi golf về đã đến can ngăn. Marissa tức giận bỏ về, trước khi rời khỏi vẫn không quên nói hết sự thật mối quan hệ của Tham và Nut cho Thad biết. Để xác minh lời tố giác của Marissa, Thad do Toy Patampong đảm nhận đã thử Tham và Nut. Kết quả đúng như những gì Marissa nói, Tham và Nut thật sự lén lút tình tứ sau lưng anh. Thad buồn bã và cảm thấy bị lừa dối, phản bội. Trong khi mới trước đó Thad và Nut còn vui vẻ cùng nhau. Vậy mà sau đó, Thad thẫn thờ chứng kiến cảnh em trai và vợ hờ ôm ấp nhau vô cùng tình tứ. Thậm chí, Tham và Nut đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Mối quan hệ này thật sự khiến người xem phải đau đầu. Trong phút yếu lòng, Thad không kiềm chế được mà chạy đến nhà của San. May mắn thay, lý trí kịp ngăn cản con tim. Thad đã bỏ đi kịp lúc mọi chuyện trở nên tệ hơn. Nhưng đứng trước sự vẻ vãng và chiêu trò của một kẻ đê hèn như San thì thật sự đáng lo cho Thad. Sợ rằng sớm muộn gì, Thad cũng sẽ lại va vào San và bị hắn cắn cho một cú đau điếng. San tỏ ra vô cùng đắc ý khi biết Thad đã bắt đầu động lòng và đến tìm hắn. Kết thúc tập 17-18, yêu nhầm chị dâu, mọi bí mật dường như đã được phơi bày. Khán giả chỉ biết hồi hộp dõi theo mạch phim để xem các nhân vật sẽ gỡ rối câu chuyện của mình như thế nào.